Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay thì cầm hẳn mic MC cho nó rực rỡ. Ở clip này thì em muốn dành một chút ít thời gian để test cho mọi người xem một cái chất âm của cái cặp loa H25 dòng thương hiệu của Anh Quốc. Và như vậy đấy, cách đây ít phút thì em cũng có lên clip giới thiệu cho mọi người về cái dòng loa này, thì em cũng mất một đôi thôi, bát 25, nhưng mà cực kỳ gấu luôn. Phải nói là cái dòng này hay từ tiếng mic cho đến tiếng nhạc, phải nói là rất tuyệt vời. Các bác đã từng xem clip em giới thiệu nội thất bát tép phân tần của con này. Đấy, còn bây giờ thì sẽ test một chút cái chất âm và cũng như là em thử với tiếng mic. Tiếng mic thì rất ok rồi, tiếng mic không chê cái điểm gì. Nói cảm giác con này lời nó rất là lên, lời cực kỳ dày dặn và âm thanh nó rõ nét. Vang thiết bị ghép thì đây, em đang ghép con vang X6. Đấy, không có chiều vang đẩy thôi. Mic thì mic dây đây. Đấy. Nhưng phải nói con này quá là ok, không chê điểm gì. Mục đích khi giới thiệu đến các bác thì khi test lại nhạc ấy ở trên kênh này thì nó chỉ là cái hình thức quảng cáo giới thiệu sản phẩm các bác nhé. Nó không thể đánh giá được cái chất âm. Đấy, khi chúng ta quay điện thoại, các bác cứ quay cái điện thoại của các bác sang, khi các bác nghe lại, các bác sẽ cảm nhận được là cái âm thanh giữa nghe trực tiếp và nghe qua điện thoại nó như thế nào. Còn loa hay không, nó có loa nó có hay hay không ấy, thì do người bán người ta có nói có thật hay không các bạn. Người bán người ta nói gọi là có đúng sự thật như người ta quảng cáo hay không. Còn tất nhiên rồi, ai bán hàng cũng đều nói hay về cái sản phẩm của mình, đúng không các bác? Nãy giờ em nói cũng hơi dài dòng rồi, để vào cái chủ đề chính, test tí nhạc cho nó rực rỡ nhỉ. Từ cái tiếng bát, bát rất là gọn và nói chung là chắc. Check thì con này nó sử dụng tép, họng tép bằng titan. Đấy. Cái tiếng tép nó ra rất là sáng, không bị chói. Khi các bác mở những dòng nhạc có lời ấy, thì con này phải nói là nó hơn cũng khá nhiều những dòng loa bát 30 ấy. Em phải công nhận là có những cái dòng bát 30 không thể bằng nó được. Mặc dù con này bát 25 thôi. Đấy. Với cái mức giá thì em đã cũng đưa ra cái clip trước là chỉ có 5.500.000 giá bán tại cửa hàng các bác nhé. Rồi. Ở clip này thì con này thì hát karaoke thì quá là ok rồi, không chê cái điểm gì ạ. Mặc dù em cũng rất thích hát nhưng mà hát nó không được hay. Nên khi cũng không muốn thử hát nhiều, mình lại hát nó cũng hay dính bản quyền nữa. Ở clip này thì em xin được tóm tắt tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin chi tiết mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đây. Xin chào mọi người nhé.